Ngon ngon đi, ăn cùng chị đi. À, chị đây chị. Ờ. Chị đã chơi tiền. Ồ, thế chắc tiền của chị đấy. Ờ, đâu nhỉ, chỗ nào nhỉ? Chỗ nào thôi? Ở dưới ghế. Hai, bạn này là mẹ này, bạn này là bố này, bạn này là Minh này. Wow. Thì mà ăn với kim chi thì còn gì bằng. Mới sáng ra mà đã làm ổn thế. Ai nấu gì mà thơm thế nhở? Pasta. Này. Sao chị ăn sáng chị không nấu cho em? Ơ chị, chị dậy thì chị đói quá chị nấu, còn em vẫn ngủ mà. Thôi thì bây giờ chị đi nấu cho em nhá. Thôi em đỡ là em không cần nữa, em tự đi nấu thôi. Chẳng nghĩa bây giờ đang ngủ á, mình lại nấu cho nó ăn thì mì nó chuông hết ra, mình phải đợi dậy thì mình mới ấy được chứ. Kệ, không cần mình nấu càng tốt mình ăn luôn. Ơ sao chả có gói mì nào nhỉ? Hôm qua bố mình mua cho mình nhiều mì lắm cơ mà. Mà sao? Sao? Con nấu đâu không phải chị ba chị nấu giúp. Thế tại sao không có gói mì nào ở đây là thế nào? Chị không biết được, em kiểm tra đi. Em với bố để đâu chị cũng có lấy ở đấy mà. Đây này, ăn xong còn để rác ở đây này. Thấy được đấy. Vừa thấy gọi thì chị bảo là chị ơi còn mì không? Vẫn còn mì à? Ừ, em còn giấu chỗ khác cơ đấy. Kinh, chị thấy mì này ngon lắm ấy. Tối nay bảo bà đi siêu thị mua tiếp nhé. Ngon ngon đấy, ăn cùng chị đi. À chị đây chị. Ờ? Chị đánh rơi tiền. Ồ, thế chắc tiền của chị đấy. Ờ, đâu nhỉ, chỗ nào nhỉ? Chỗ nào thôi? Ở dưới ghế. Cái ghế đây á, mà chị thấy ngon đâu. Đâu chỗ nào? Thế còn mà cũng không có mà làm chị có tiền đâu. Chắc là em đỏ cái mùi hoa mắt rồi. Ồ, chắc là em nói qua em ra mắt rồi. Làm gì có tiền đâu, tiền ở đâu ấy chứ. À, nhưng mà thôi. Làm sao? Em đói quá rồi. Ừ thì em đi ăn đi, chị cũng phải ăn đây. Thế bây giờ không được nấu mì cũng có đồ ăn. Mà Masa tưởng nè, chị có thể ăn hết tô mì của mình được à? Mì kia chị ngon quá. Ngon tuyệt vỡ mê ly luôn. Có cái gầm này, cục mì nó cao như này, không sao mà vào vừa cái gầm này được nhỉ? Chẳng lẽ cục mì của mình nó nhảy dù xuống đây à? Nói chung là rồi đi đâu rồi? Vậy là tự nhiên mất luôn cả hộp mì. Thế bây giờ làm sao? Bây giờ mất hộp mì rồi còn đâu. À là bây giờ mình ăn chung với em đi. Nhưng mà chị vẫn không thắc mắc đi. À đây. Là sao ta? Là sao ta? Sao em lại có hai gói mì được? Hả? Vì chuyện là rất thích đó. Vì chuyện không chết thôi. Chị hiểu rồi. Em dám lồng hộp mì vào nhau đúng không? Ai bảo chị? Ai bảo chị ăn hết mì xong rồi á? Ăn hết hết của mì cả của em và của bố xong rồi á, lại còn vứt rác rồi đấy. Thì bởi vì á, mọi người cứ đi làm á, đi học suốt thế chị ở nhà thì chị cứ tiện mì chị ăn thôi. Em làm như nào đấy? À, chuyện này là em làm như thế này này. Hê hê, quả này chết tay ta. Đã xong rồi. Ê, vậy là em rất là thông minh đấy nha. Thảo nào á, chị bảo chị vẫn thắc mắc không hiểu vì sao. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi, chị cúi xuống chị nhặt đồng tiền mà chị không thấy hộp mì của chị đâu nữa. Dám ăn của chị bây giờ thì trả lại mì cho chị đi. Của em đây, tự ăn đi. Sao em nắm trò lắm ấy, em quá tới ngực luôn. Thế thì cô em dạy em như thế mà. Nào chị ăn. Hốt loạn luôn. Như này.
Ôi, ngon thế. Làm miếng kim chi đi em. Phải có mỗi hộp mì này thôi đúng không? Ngon thế. Ăn mày hết cả xúc xích, không có xúc gì ăn. Em cấp cho người lạnh mà. Không gì còn đâu. Còn á. Chị xem nó thử lạnh rồi, hết rồi. Lúc em ra em lấu em mở ra vẫn còn đây. Chị đi đâu thấy rồi. Đói quá đi mất thôi. Thế mà cuối cùng á, đó như thế mà chị được ăn có mỗi nửa bát ấy. Em phải cho em một nửa đấy. Phải chia đôi một gói mì, trời ơi thật là hoàn cảnh quá. Nhà không có nổi hai gói mì cho hai chị em ăn. Chắc phải có 30 thôi. Ba có mỗi 2.000. Ba có mỗi 2.000 thôi á. Trời ơi, ba chưa được lấy nương không? Ba chưa được lấy nương mà. Thế á. Em hết nước. Em chọn. Chị hết nước rồi. Nè. Em hết nước rồi. Em cứ ăn hết nước của chị ấy. Ôi. Chị còn có mỗi một tí ấy. Ngon lắm. Chị hết rồi. Để ăn tí đi. Chị đưa một cắt đi. Chị đỡ cho em. Em nhận miếng của chị ơi. Bắt đầu vui lắm. Nó ăn mì rồi, người nó còn bắt mình. Thế thì quên đi. Đang là một người chị tử tế. Đã góp mình cho ăn rồi là còn dám cướp cả một miếng mì của người ta. Nốt dạ. Ăn xong rồi, chị bê cái này đi. Còn em phải đau bàn nhá. Ăn đâu cho. Đi đau bàn đã. Không ơi, chứ phải ba mắng á. Ba mẹ bảo là phải ăn xong phải dọn bàn đi mà. Em lấy giấy ra đau bàn đi. Chị đi rửa bát. Hai, bạn này là mẹ này, bạn này là bố này, bạn này là Minh này. Bạn đây là hai em Út. Ma sa, rửa bát xong chưa? Chị đang rửa đợi tí sắp xong rồi. Rửa có hai cái bát mà lâu thế. Mình rửa sạch chứ. Dạ đây em cho chị xem bộ đồ chơi hôm qua bố mua tặng em đây, xong rồi. Em đi thi được điểm 10 đấy. Ủa, đây hả? Gia đình nhà Thảo sô cô la đấy. Ôi xinh thế. Wow, nhà được quần học như thật luôn này. Ôi nhất em luôn đấy. Trời ơi, có cả điện thoại luôn này. Bà vẽ bằng điện 10 đi mà. Ồ, xinh quá à. Có 4 cái giường đấy. Thế à? Đây này, một cái giường nữa này. À, một cái giường trên này nữa đúng không? Một cái giường màu hồng. Đây, đúng không? Đây là tất cả những các nhân vật này. Đâu? Xinh nhiều. Ôi, đây là mẹ à? Đúng rồi. Mẹ thì phải đi vào bếp. Hiểu đây không? Là bố. Đây là em. Mẹ đi vào bếp nấu ăn nè. Đây là em nè. À đây là em. Em thì sẽ ngồi ở đây đàn piano nha. Trong đây có đồ uống đó, chị thử mở ra đi. Mẹ ơi mẹ đi ra đây nha. Để xem nào. Trời ơi, một chiếc túi nào nhỏ xíu nè. Thế nào, thế nào này có gì? Ui sữa chua. Đã. Xinh đấy. Mở đi. Ôi nước uống này. Người ta làm giống thật thế. Chị kéo ra. Ô, quả mai rau củ. Ôi trời mẹ ơi. Quả dưa. Đây là quả cà chua đúng không? Đúng rồi, cây nấm. Đây là quả chanh. Đây là cây nấm. Ờ, đây là quả gì? Ha, xúc bụ. Cái gì nhỉ? Bắp cải. Đây là quả cà rốt. Ờ, củ cà rốt. Cho vào đây. Rồi, mình cho vào. Ôi, những chảy sữa, chảy nước kìa. Sao người ta làm siêu thế nhỉ? Sữa chảy nước đấy. Ồ. Rồi, cho vào đây, đúng không? Ok. Ừ, đóng cửa lại. Trời. Có cả cái chảo này. Ồ, có cả cái chảo luôn. Đây là đồ ăn. Em lấy băng dính, em dính hết rồi đấy. Ồ, nhưng mà... Ồ, xôi xôi đây mới là mặt này, xôi này. Đúng rồi. Đấy, đây mới là mặt đúng không? Mở cửa. Tinh tường, tinh tường. Chị ơi, đây là hai ảnh của hai em Út đó. À, em dán đây hả? Ừ.
Trời, cái nhà này không nhận người ta làm cực kỳ thật đấy nhỉ. Xinh luôn, đây còn cái ghế nhỏ để ở đây để cho mẹ khán giả ngồi xem. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ô, khoan, su su. Trời ơi, má ơi. Đây là một chiếc bình sữa sao? Nhỏ xíu luôn này, vừa khít với các em này luôn ấy. Đúng là phải... Cái gì đấy? Gì giả? Trời ơi, đây là cái gì giả? Ôi trời, ba về, ra mở cửa, ra mở cửa. Xem hôm nay ba có mua quà gì cho hai đứa mình không? Đi. Để em đến mặt em ba nhé. Thôi đi thôi, đi nhé. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.